Mì gói nè, tranh thủ đi để bị kẹt xe nè. Chào mọi người, hiện tại đoàn mình đang ở Lao Bảo, Quảng Trị. Cùng bà con nhận quà. Mình sẽ nhận quà của mình là một lì xì, một cái xô. À, con trần lộn á. 2k, thuốc. Đây. Rồi đây thuốc luôn nha, đèn pin. Dầu gió. Dầu gió xong rồi tới hạt nêm. Hạt nêm là một gói này nha. Hai gói hả? Hai gói. À. Có cái một gói không? Đây. Dạ dạ. Em rinh quà ngày hôm qua đó. Rất luôn. Một gói xà bông. À, nước mắm. Nước tương. Dầu ăn. Có ai muốn thấy lên hình đẹp là đeo khẩu trang, lộ khẩu trang ra nha. À, máy niệm Phật, bánh gạo. À, xong rồi tới cơm sấy, cà bông, ruốc, bánh, lại thêm lại bánh nữa, bánh tét, hai đòn, rồi một thùng mì tôm, và cuối cùng là 10 kg gạo. Rồi nhiêu đó thôi nha bà con, câu đi để em đi làm việc nha, em báo cho biết vậy thôi, rồi vậy nha, bye bye.